Ông Medvedev, Nga chưa dùng toàn bộ vũ khí tại Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev tuyên bố, Nga chưa dùng hết các vũ khí trong biên chế, chưa tập kích toàn bộ mục tiêu tại Ukraine. Cần nhớ rằng, Nga chưa sử dụng toàn bộ kho vũ khí trong biên chế vì các lý do rất dễ hiểu với những người khôn ngoan. Chúng tôi cũng chưa tấn công toàn bộ mục tiêu tiềm tàng của đối phương. Mọi thứ sẽ có thời điểm phù hợp. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram ngày 12 tháng 11. Ông Medvedev nói rằng Nga đang một mình đối phó NATO và thế giới phương Tây, nhấn mạnh mọi sự so sánh về quá khứ đều không phù hợp. Điều duy nhất giống nhau là chúng tôi có thể đơn độc đánh bại đối thủ hùng mạnh hoặc cả liên minh thù địch. Quan chức Nga nói thêm. Trong hơn 8 tháng chiến sự, giới chuyên gia quân sự và quan chức quốc phòng phương Tây nhiều lần nhận định kho vũ khí Nga, trong đó có tên lửa dẫn đường, sắp cạn kiệt do tần suất sử dụng cao. Tuy nhiên, lực lượng Nga những tháng qua gần như ngày nào cũng tuyên bố sử dụng tên lửa và vũ khí chính xác cao tập kích mục tiêu tại Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga hồi tháng trước tuyên bố Moscow đang tăng cường tốc độ sản xuất vũ khí và sẽ cải thiện đáng kể cho khí tài. Tôi nhiều lần chứng kiến giới phân tích phương Tây cho rằng Nga sẽ sớm cạn vũ khí. Đừng mất công chờ đợi. Tiến độ xuất xưởng khí tài và trang bị đặc biệt đang tăng gấp nhiều lần ở mọi lĩnh vực, từ xe tăng đến pháo binh, tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái UAV. Hãy đợi đấy. Ông phát biểu hôm 24 tháng 10 khi thăm nhà máy sản xuất xe tăng. Tổng thống Vladimir Putin cuối tháng 9 nói rằng các tập đoàn quốc phòng Nga đang cải thiện tính năng vũ khí dựa trên kinh nghiệm từ những đợt thử tên lửa trên chiến trường, nhấn mạnh rằng nhiều quan chức công nghiệp quốc phòng đã trực tiếp ra tiền tuyến để chứng kiến khí tài hoạt động và tiếp nhận đóng góp từ binh sĩ vận hành. Ông chủ Điện Kremlin cũng hối thúc giới chức công nghiệp quốc phòng tập trung giải quyết những tồn đọng về kỹ thuật và tài chính nhằm tăng tốc bàn giao vũ khí cho quân đội. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, liên quan đến việc hai cảnh sát bị một đối tượng dùng dao tấn công ở thủ đô Bruxelles của Bỉ tối 10 tháng 11 khiến một người thiệt mạng. Tại cuộc họp báo ngày 11 tháng 11, công tố viên liên bang đã công bố danh tính nghi phạm và xác định đây là đối tượng cực đoan. Tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn thực hiện. Theo công tố viên liên bang, nghi phạm tên là Jacin M, sinh năm 1990, mang quốc tịch Bỉ và sống tại thủ đô Bruxelles. Người này đã từng bị bỏ tù vì các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian 2013-2019 và nằm trong danh sách của cơ quan điều phối phân tích đe dọa. Hồ sơ của Jacin M nằm trong một cơ sở dữ liệu chung chứa khoảng 700 tên, được tất cả các dịch vụ an ninh ở Bỉ chia sẻ. Ngoài hồ sơ tâm lý của nghi phạm, cuộc điều tra tập trung vào hành vi ám sát và cố tình ám sát trong bối cảnh khủng bố. Trước đó, sáng sớm qua theo giờ Hà Nội, một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ đâm dao ở Bruxelles. Trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm đã đến đồn cảnh sát ở Auvers để yêu cầu chăm sóc tâm lý. Đối tượng tấn công cảnh sát Bruxelles được xác định là cực đoan và mắc chứng rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, cảnh báo an ninh ở thủ đô vẫn giữ nguyên ở mức 2, tức là mức trung bình. Kể từ khi những kẻ thánh chiến tấn công khủng bố Bruxelles vào tháng 3 năm 2016 khiến cho 32 người thiệt mạng, thì nước Bỉ đã trở thành tâm điểm của một số cuộc tấn công vào binh lính và cảnh sát. Hương Giang, thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Liên quan tới những căng thẳng gần đây giữa Serbia và Kosovo, hôm qua đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU Josep Borrell đã tiến hành các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Serbia và nhà lãnh đạo Kosovo tại Paris của Pháp, hối thúc hai bên nhanh chóng tìm ra các giải pháp khẩn cấp cho cuộc khủng hoảng hiện tại. Tại các cuộc gặp, ông Josep Borrell cho rằng châu Âu không thể có thêm các cuộc xung đột khác khi mà cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine hiện nay đã tác động rõ nét tới lục địa già. Do đó, quan chức EU kêu gọi người Serbia nên quay trở lại các cơ quan chính quyền Kosovo làm việc, còn Kosovo nên điều chỉnh các hành động của mình liên quan tới vấn đề đăng ký biển số xe theo các thỏa thuận đối thoại trước đây. Ông Borrell cảnh báo việc không thực hiện các nghĩa vụ và giảm leo thang nhanh chóng sẽ gây ra những hậu quả thiệt hại, trước hết là đối với người dân ở Kosovo và Serbia, đối với tương lai hội nhập châu Âu của cả hai bên và hình ảnh của cả hai trong mắt các đối tác châu Âu và quốc tế. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 11, Diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ 5 đã được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp với chủ đề Vượt qua đa khủng hoảng. Diễn đàn năm nay được kỳ vọng có thể đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề toàn cầu hiện nay. Ngoài Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron, diễn đàn năm nay thu hút sự tham gia của nhiều quan chức, nguyên thủ các nước cùng hàng nghìn đại diện của các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế.
Tại diễn đàn, các diễn giả và chuyên gia đã trao đổi, tìm kiếm, chia sẻ những giải pháp có khả năng biến thành hành động cụ thể cho các vấn đề toàn cầu hiện nay. Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, khoảng 60 giải pháp và sáng kiến đã được trình bày, tập trung vào 5 chủ đề chính như hạn chế hậu quả trực tiếp của các cuộc xung đột đối với người tị nạn, đối với an ninh lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu, cải cách các thể chế đa phương. Nhân dịp này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng một số nguyên thủ các nước đã cho ra mắt phòng thí nghiệm bảo vệ trẻ em trực tuyến, quy tụ các tổ chức quốc tế hàng đầu để cải thiện sự an toàn của trẻ vị thành niên trong môi trường kỹ thuật số. Tiếp tục thông tin về hội nghị lần thứ 27, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP27, đang diễn ra tại Ai Cập. Ngày 11 tháng 11, phiên họp với chủ đề Ngày khử carbon đã kêu gọi hành động khẩn cấp để giảm lượng khí phát thải, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất thép, dầu mỏ, khí đốt và phân bón. Phát biểu tại phiên họp, Ngoại trưởng Ai Cập đồng thời là chủ tịch COP27 cho rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đang hiện hữu và cần xem xét từng khía cạnh của giải pháp, bao gồm cả quá trình khử carbon trong các lĩnh vực công nghiệp vốn là nền tảng của nền kinh tế toàn cầu. Các quan chức tham gia phiên họp đã thảo luận về một số sáng kiến như lộ trình giảm khí metan SAMNC và diễn đàn khí đốt Đông Địa Trung Hải. Tại phiên họp, Mỹ đã thông báo khởi động sáng kiến mới nhằm hỗ trợ Ai Cập triển khai điện gió và điện mặt trời mới nhằm thay thế các nhà máy điện vận hành bằng khí đốt tự nhiên không hiệu quả. Phiên họp cũng thảo luận về sáng kiến đẩy nhanh quá trình khử carbon ngành thép nhằm khuyến khích các nhà đầu tư hỗ trợ các công nghệ mới. Về quá trình khử carbon trong lĩnh vực phân bón, phiên họp đã đề cập đến những thách thức phát triển các loại phân bón xanh cần thiết nhằm phát triển nền nông nghiệp carbon thấp, giá cả phải chăng và an toàn, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jackson Miller, ngày 11 tháng 11 cho biết là ông Trump trong tuần tới sẽ thông báo tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là lần thứ 3 ông Trump ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Trump cho biết ông Trump sẽ ra thông báo tranh cử vào ngày 15 tháng 11 tới, và đó sẽ là thông báo rất chuyên nghiệp và thận trọng. Trước đó, cựu Tổng thống Trump, người sẽ 78 tuổi vào thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 diễn ra, đã ám chỉ về việc ra tranh cử Tổng thống một lần nữa khi vận động cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trước thềm bầu cử giữa kỳ trong tuần qua. Hiện Tổng thống Joe Biden vẫn để ngỏ khả năng tái tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 và nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm tới.